Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị bàn biện pháp thúc đẩy công tác xuất khẩu các tháng cuối năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 82,18 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, trong khi nhóm nông lâm thủy sản đạt 13,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,1%, nhóm công nghiệp chế biến đạt 62,59 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,7% thì nhóm nhiên liệu khoáng sản chỉ đạt 1,65 tỷ đô la Mỹ, giảm 39,4%. Gạo xuất khẩu giảm 11% về lượng và 6,9% về kim ngạch, vân vân. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới công tác xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng trưởng chưa cao, đó là kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và chưa vững chắc. Tuy vậy, một số ngành hàng không những duy trì tăng trưởng mà còn mở thêm thị trường mới như nhóm hàng công nghiệp chế biến, dệt may, giày dép, túi sách, vali, ô dù, máy móc thiết bị, phụ tùng tăng. Tại hội nghị, các hiệp hội ngành hàng và địa phương đã thông báo tình hình sản xuất xuất khẩu, đàm phán mở cửa thị trường, tháo gỡ khó khăn và đề xuất giải pháp cũng như những kiến nghị để thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới. Cho đến bây giờ thì nói thật ra và nói là cái nhu cầu thị trường nó cũng chưa rõ nét. Nhưng mà chúng ta phải có những biện pháp thúc đẩy, đặc biệt là hiện nay là chúng ta coi như là cái giá cả chúng ta nó cạnh tranh. Thì là làm thế nào để chúng ta thu hút được nhu cầu để là coi như là tiến độ xuất khẩu 6 tháng cuối năm nó được ổn định. Các cái doanh nghiệp Việt Nam trong cái ngành chế biến gỗ có tới 93% là các cái doanh nghiệp nhỏ. Mà cái doanh nghiệp nhỏ thì người ta thiếu và yếu về mặt nguồn vốn. Như vậy muốn cho người ta đổi mới công nghệ, tiến lên nhanh thì chính phủ phải giúp đỡ họ tiếp cận được cái nguồn vốn trung hạn để họ có thể đổi mới được cái công nghệ. Đại diện Hiệp hội Dệt may cho biết lần đầu tiên trong 11 năm qua, ngành dệt may tăng trưởng rất thấp, chỉ đạt 12,7 tỷ đô la Mỹ so với kế hoạch 15 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp dệt may hiện đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt về giá cả thị trường, công nghệ, năng suất lao động và thời gian giao hàng từ các đối thủ. Song điều bức xúc hơn cả là còn một số cơ chế chính sách quản lý đang trói tay doanh nghiệp. Còn đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, hiện các doanh nghiệp đang mệt mỏi với quy định phải công bố hợp quy đối với các lô hàng nhập khẩu để chế biến hàng xuất khẩu. Bộ Công Thương cụ thể hóa trong các chương trình phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp trong các cơ hội khai thác thị trường, đặc biệt là thông qua các cơ chế phối hợp song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước, cũng như giữa Bộ Công Thương, các bộ ngành quản lý nhà nước với các bộ đối tác ở tại các quốc gia này. Cái thứ hai là chúng tôi cũng sẽ có những chương trình phối hợp cụ thể để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao cái năng lực cạnh tranh và đặc biệt là bảo vệ những lợi ích của các sản phẩm của mình trong quá trình hội nhập thông qua sử dụng các công cụ của hội nhập quốc tế.